Trong các bộ phim truyền hình, chúng ta thường xuyên nghe thấy câu Thượng Phương bảo kiếm của Hoàng thượng đây, nhìn thấy kiếm như nhìn thấy Hoàng thượng. Tuy nhiên trong lịch sử, có phải lúc nào Thượng Phương bảo kiếm của các triều đại cũng tồn tại hay không? Và sự thật là còn có những pháp bảo có sức mạnh hơn cả Thượng Phương bảo kiếm. Thực tế đã chứng minh, thanh Thượng Phương bảo kiếm xuất hiện nhiều trong các bộ phim về triều đại nhà Tống, triều đại nhà Minh, thậm chí cả triều đại nhà Thanh, thì đó chỉ là một sự khoa trương của phim ảnh. Có nhưng mà không phải là toàn bộ là như vậy. Và có phải là cứ sở hữu Thượng Phương bảo kiếm là được tiền trảm hậu tấu hay không? Tiền trảm hậu tấu là gì? Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước và tấu sau. Tiền là trước, trảm là chém, hậu là sau và tấu là tấu. Trong tiếng Việt thì tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ thế là làm cứ hành động trước, xong xuôi rồi mới phải báo cáo, mới phải thưa gửi. Và cụ thể ở đây là quan chức, những người ở cấp dưới và sẽ được hành động trước, sau đó mới phải tâu lên hoàng thượng. Đối với việc chém giết một nhân mạng, một con người mà không cần chờ cấp trên cho phép, cứ thế mà hành quyết rồi mới tâu thưa, đó là một việc chỉ dành cho những người hết sức đặc biệt và trong những tình cảnh rất đặc biệt mà hoàng thượng cho phép. Cho nên muốn tiền trảm hậu tấu thì phải có một cái gì đó mà hoàng thượng ban trao và lấy vật đó làm tín. Và chúng ta đang nói đến Thượng Phương bảo kiếm. Thượng Phương bảo kiếm thường do một vị khâm sai đại thần Thanh Liêm mang ở bên mình. Và Thượng Phương bảo kiếm sẽ do hoàng đế ban, và vị khâm sai đại thần này có quyền thay mặt cho hoàng đế. Rồi nhờ có sự chủ trì của ông ta, những kẻ hoàng thân quốc thích hay là quyền thần cuối cùng phải cúi đầu chịu tội. Vậy Thượng Phương bảo kiếm rốt cuộc là vật gì mà ghê gớm đến như vậy? Từ Thượng Phương bảo kiếm xuất hiện sớm nhất dưới triều nhà Tần. Hồi ấy thì trong hoàng cung có một bộ được gọi là thiếu phủ. Thiếu phủ chuyên môn phụ trách các mặt như là ăn uống, quần áo, nơi ở và sự đi lại của hoàng đế cùng các nhân vật ở trong hoàng thất. Và Thượng Phương lại là một bộ phận ở trong thiếu phủ. Những quan viên làm việc trong đó được gọi là Thượng Phương và được phân công quản lý việc chế tạo đao kiếm, vũ khí dùng cho hoàng thất, kể cả việc cung cấp các đồ thưởng ngoạn của hoàng thất hoặc các đồ biếu của hoàng thất. Các thanh kiếm quý do Thượng Phương chế tạo được gọi là Thượng Phương bảo kiếm, có nghĩa là được chế tạo bởi Thượng Phương và đây là kiếm quý. Trong các vở kịch và các cuốn tiểu thuyết thì các vị đại thần có được Thượng Phương bảo kiếm do hoàng đế ban tặng sẽ nắm được quyền lực rất lớn, lớn đến mức muốn giết ai thì giết, tiền trảm hậu tấu. Tuy nhiên nhìn vào sự thật lịch sử thì hoàng đế không thể nào trao một quyền lực lớn đến thế cho bất kỳ một ai. Quyền lực của hoàng đế suy cho cùng vẫn phải là quyền lực cao nhất, nhất quyết không thể để rơi vào tay của người khác được. Các vở kịch, các bộ tiểu thuyết, các bộ phim đã miêu tả những tình tiết như thế, chủ yếu là vì dưới sự thống trị của chế độ phong kiến, nhân dân bị áp bức lâu nên hết sức mong chờ có được một đời sống tự do và có một vị quan thanh liêm, và họ gửi gắm vào Thượng Phương bảo kiếm niềm hy vọng về những quyết định của một vị quan thanh liêm, mà quyết định này thậm chí còn có trước quyết định của hoàng thượng và không cần phải tâu bẩm lên hoàng thượng. Trong bộ phim cổ trang Trung Quốc Bao Thanh Thiên 1993, Bao Chửng, vị quan của phủ Khai Phong, được vua Tống ban cho một thanh Thượng Phương bảo kiếm để có thể tiền trảm hậu tấu. Nhưng thực tế thì thanh kiếm này cũng không có uy quyền đến vậy. Chi tiết về thanh kiếm có thể tiền trảm hậu tấu này về sau đã được các tiểu thuyết gia và các nhà làm phim Trung Quốc dựng lên từ điển cố Chu Vân xin vua Hán ban kiếm diệt gian thần. Cụ thể như thế này: thời Hán thành đế Lưu Ngao, từ năm 51 đến năm 7 trước công nguyên, có một vị quan đại thần nổi tiếng là ngay thẳng có tên là Chu Vân. Chu Vân đã đề nghị Hán thành đế ban cho một thanh kiếm để chém đầu gian thần. Và gian thần này là Trương Vũ, vốn là thầy giáo của Hán thành đế, một người đại gian ác. Chu Vân muốn chém Trương Vũ để giết gà dọa khỉ, nhưng Hán thành đế cho rằng Chu Vân làm thế là phạm thượng và đã ra lệnh cho lính lôi ra ngoài chém. Chu Vân mới ôm chặt lấy lan can không buông. Binh lính dùng sức mạnh quá khiến lan can bị gãy. Lúc này thì các quan lại ở trong triều mới cầu xin cho Chu Vân, mong được Hán thành đế tha chết cho Chu Vân. Về sau, Chu Vân bẻ gãy lan can trở thành điển cố, chỉ bề tôi trung thành, dám can gián nhà vua. Đến đời nhà Đường thì quan lại được hoàng đế ban Thượng Phương bảo kiếm, nhưng cũng không có quyền tiền trảm hậu tấu. Cho đến thời kỳ đầu Bắc Tống thì Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận sau khi lên ngôi vào năm 960 mới cho phép người cầm Thượng Phương bảo kiếm quyền tiền trảm hậu tấu, nhưng chỉ giới hạn
ở một số tướng lĩnh cấp cao. Triều Tống thì Trọng Văn khinh võ, không tin vào võ tướng. Mỗi lần chiến tranh xuất hiện thì luôn có hiện tượng binh sĩ không nghe lệnh võ tướng. Để giải quyết vấn đề này, mỗi khi có chiến tranh, Hoàng đế nhà Tống mới ban Thượng Phương Bảo Kiếm cho đại tướng trở lên để điều binh. Và trong lĩnh vực tư pháp, quan viên Triều Tống chưa từng sử dụng Thượng Phương Bảo Kiếm. Do đó, chi tiết bao chừng đời Tống có một thanh kiếm trên trảm hôn quân, dưới trảm gian thần hoàn toàn là hư cấu. Và ngay cả những công cụ xử trảm của bao chừng như là long đầu trảm, hổ đầu trảm, cẩu đầu trảm dùng để chém đầu con cháu hoàng tộc tham quan và dân chúng phạm tội thì cũng bị nghi ngờ. Đến thời nhà Minh, Thượng Phương Bảo Kiếm bắt đầu được sử dụng nhiều hơn, quy định sử dụng cũng hoàn thiện hơn. Thanh kiếm thời kỳ này tượng trưng cho thiên tử, cho hoàng quyền, và người cầm kiếm đa phần là tâm phúc, đại thần, tướng lĩnh cấp cao của vua hoặc là giám sát ngự sử, có quyền tiền trảm hậu tấu. Khi ban kiếm, triều đình phải tổ chức nghi lễ, đại tướng quân và các quan đại thần dập đầu cúi lạy hoàng đế nhiều lần. Tuy vậy, theo Hoa Anh Thịnh, đời sống và pháp luật, Thượng Phương Bảo Kiếm rất có chi khí nhưng lại có tính thời hạn theo từng triều đại, có nghĩa là có niên hạn sử dụng. Cụ thể, nhà vua sau khi đăng cơ có thể phủ nhận những di sản của hoàng đế tiền nhiệm. Vì vậy mà Thượng Phương Bảo Kiếm cũng có thể không được công nhận trong triều đại mới. Song vẫn có những vật khác có sức mạnh ghê gớm, đó là long đầu quải trượng. Long đầu quải trượng là một trong những hoàng phong binh khí có tính lưu truyền kế nhiệm qua mỗi thời đại. Chỉ có những trung thần cả đời quang minh, thực sự lập được nhiều đại công hiển hách mới có thể nhận được vinh dự đặc biệt này. Ví dụ điển hình nhất chính là Dương gia tướng Sa Thái Quân. Do Dương gia, cả một gia tộc đời đời trung nghĩa, lập được vô số chiến công cho triều đình nên được ban tặng. Long đầu quải trượng trong tay Sa Thái Quân có thể thượng đả hôn quân, hạ đả gian thần. Các hoàng đế và quần thần khi nhìn thấy long đầu quải trượng đều không thể bất kính. Nhưng nhắc đến pháp khí lợi hại nhất, phải nói đến đả vương tiên. Đả vương tiên thực chất là một cây roi tượng trưng cho một đặc quyền mà tiên hoàng trao cho một vị đại thần. Đặc biệt còn được trao tặng công khai. Chỉ có vị đại thần thực sự được tiên hoàng tín nhiệm mới có cơ hội nhận được vật này. Khi mà hoàng đế mới lên ngôi còn trẻ và làm ra những chuyện sai trái, đả vương tiên cho phép người dùng nó có quyền đánh phạt hoàng đế, có quyền chấp chính và chỉnh đốn triều cương. Gian thần đối mặt với đả vương tiên hoàn toàn không có cơ hội lộng hành. Trong lịch sử có rất nhiều ví dụ nổi tiếng về việc được trao tặng đả vương tiên, như Lý Thế Dân trao đả vương tiên cho Uất Chỉ Cung, hay đả vương kim tiên của Yên Thương Thái Sư Văn Trọng. Những người này đều là những đại thần danh tiếng hiển hách, một đời vì nước, vì dân, hết lòng trung thành. Vì thế mới có vinh dự nhận được đả vương tiên từ các tiên hoàng.